Phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương phố Hiến, trong 5 năm qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, có nhiều điểm nhấn, đặc biệt là đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả, hội tụ được sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khẳng định một nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn thành công của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Hưng Yên. Để đạt được những thành tích trên là do có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên nhiều lần vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm làm việc. Dịp Tết Nguyên đán năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trong không khí ấm áp của mùa xuân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây Mậu Tuất 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức. Đến thăm và chúc Tết đông đảo công nhân công ty cổ phần may Hưng Long 2, thành phố Hưng Yên. Tôi xin thay mặt cho Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ là hết sức hoan nghênh, cảm ơn giai cấp công nhân và anh chị em lao động nói chung của nước ta, và đặc biệt trong đó có anh chị em của Hưng Yên đã phấn đấu thực hiện xuất sắc, hoàn thành nhiều cái kế hoạch, nhiệm vụ đã giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước chúng ta. Xin cảm ơn các thành phố. Với phương châm ở đâu công nhân khó khăn, ở đó có tổ chức công đoàn, công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp công đoàn. Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động thăm hỏi, tặng quà và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tặng trên 260.000 suất quà, hỗ trợ trên 1.500 vé tàu xe và gần 280 chuyến xe với tổng số tiền trên 222 tỷ đồng. Tháng công nhân, các cấp công đoàn đã tặng gần 47.000 suất quà trị giá trên 16 tỷ đồng cho đoàn viên công đoàn tiêu biểu, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp công đoàn tổ chức được trên 530 chương trình Tết sum vầy cho công nhân viên chức lao động. Mình cũng là đầu tiên được đến tham gia, thấy ông bác có khi hết Tết cảnh xa quê mà được chút quà mang về nhà thì mình thấy rất là vui. Được nhận những cái phần quà, phần thưởng tôi cảm thấy là vui vẻ và ấm áp hơn. Cảm ơn ban tổ chức tạo ra những cái chương trình như này rất là có ý nghĩa. Với tinh thần là lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, cũng góp phần chung tay cùng với cả tổ chức công đoàn để làm ấm lòng thêm và cũng là đem cái không khí Tết về sớm hơn cho anh em đoàn viên người lao động. Chăm lo cho người lao động thực chất là chúng ta đang nuôi dưỡng, bảo vệ các động lực và các nguồn lực cho sự phát triển của tương lai. Cho nên là tỉnh càng phát triển, chúng ta càng phải chăm lo tốt hơn nữa tới cuộc sống của người lao động, của công nhân, viên chức của chúng ta. 5 năm qua, Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 94 nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ 220 trường hợp đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, tai nạn rủi ro với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, các cấp công đoàn trong tỉnh đã ký triển khai 36 thỏa thuận hợp tác với các đối tác, giúp trên 100.000 lượt đoàn viên và người lao động được mua hàng với giá ưu đãi với số tiền được hưởng lợi trên 10 tỷ đồng. Rất là cảm ơn công ty và cũng như ban chấp hành công đoàn thì đã quan tâm đến đời sống của các cán bộ công nhân viên, hỗ trợ những cái sản phẩm rất là có ý nghĩa. Thấy rằng cái chương trình ký kết giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các cái nhà cung cấp rất là hữu ích, mong muốn là tiến tới công đoàn đa dạng cái sản phẩm để ký kết với các cái doanh nghiệp để đưa đến người lao động càng nhiều hơn nữa. Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên gia đình tôi mới được xây dựng ngôi nhà này để có nơi để các cháu sinh hoạt cho nó thuận tiện hơn. Công đoàn tỉnh, huyện, công ty là rất là quan tâm chăm lo cho đời sống của công nhân viên, trao quà và giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi rất là xúc động. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành cái năng suất này đạt cao hơn và để công ty phát triển hơn nữa.
các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt, các hoạt động lớn chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của tổ chức công đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Với gần 9.000 sáng kiến của đoàn viên, công nhân viên chức lao động được phê duyệt. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã có gần 27.000 đề tài sáng kiến của công nhân viên chức lao động, làm lợi trên 84 tỷ đồng. Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động đã có đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng. Tôi cũng đã có rất là nhiều các cái sáng kiến và đã nhận được nhiều bằng lao động sáng tạo, nhận được cái giải thưởng Nguyễn Đức Cải, đấy cũng là cái vinh dự của tôi, cái động lực để tôi thôi thúc tiếp tục là cải tiến nhiều hơn. Đây là những sáng kiến tốt, mang lại hiệu suất công việc cao và đã làm lợi cho công ty là trên 640 triệu đồng trên năm. Và tôi cũng triển khai rộng rãi về tinh thần nhiệt huyết cải tiến đến tất cả các bộ phận trong công ty. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo này ở trong các doanh nghiệp nó có tác dụng rất là lớn, kích thích doanh nghiệp phát triển, tạo được cái không khí sôi nổi trong người lao động. Đặc biệt là cái phong trào này đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, thì từ cái lợi nhuận đó thì doanh nghiệp sẽ quan tâm hơn đến đời sống người lao động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nữ được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Các cấp công đoàn thường xuyên chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân viên chức lao động, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách tại các doanh nghiệp sử dụng lao động nữ, thành lập 18 ban nữ công quần chúng cấp trên trực tiếp cơ sở, gần 1.200 ban nữ công công đoàn cơ sở, thường xuyên lồng ghép thực hiện bình đẳng giới trong quá trình tham gia xây dựng văn bản và giám sát phản biện xã hội. Nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai mô hình Sức khỏe của bạn. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe sinh sản chuyên sâu cho trên 1.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động, phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế tại Việt Nam, quan tâm tới chị em công nhân nữ nuôi con nhỏ. Trong những giai đoạn vừa qua thì đối với chăm sóc sức khỏe người lao động luôn đặt lên mục tiêu là đặt lên hàng đầu. Đối với người lao động thì luôn được công ty thứ nhất là về cấp phát sữa cho người lao động uống định kỳ. Trong tuần các bạn được uống sữa dinh dưỡng hàng tuần và uống trong cả năm. Và đối với bữa ăn của người lao động thì được đảm bảo về dinh dưỡng. Bám sát định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. 5 năm qua, các cấp công đoàn đã thành lập trên 300 công đoàn cơ sở, phát triển mới trên 53.000 đoàn viên. Hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động. Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp được cải thiện, góp phần làm giảm tranh chấp trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng, gắn kết giữa công đoàn với người lao động, tạo động lực khích lệ người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả hơn. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì tổ chức công đoàn của tỉnh Hưng Yên đã bám rất là sát cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để tổ chức với hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, quan tâm đến cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Và một trong những hoạt động rất là ý nghĩa đó là tổ chức công đoàn đã phát động xây dựng cái mái ấm công đoàn hỗ trợ cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, những người mắc bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó thì tổ chức công đoàn đã tổ chức nhiều cái hoạt động thiết thực như là tháng công nhân, rồi Tết sum vầy, rồi những cái chuyến xe không đồng, thế và tổ chức rất là tích cực về cái phòng chống Covid, bảo vệ chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, và cũng tham mưu cho tỉnh tháo gỡ những cái khó khăn đối với các doanh nghiệp để ổn định sản xuất và ổn định đời sống của công nhân. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển vì quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.
Và nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn các cấp cũng sẽ tập trung tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cái công tác chăm lo, bảo vệ cho người lao động và tiếp tục đưa cái nhiệm vụ công đoàn lên một cái tầm cao mới. Bên cạnh đó thì công đoàn Hưng Yên cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên, lấy lợi ích của đoàn viên làm trung tâm, tạo nên sức hút của tổ chức công đoàn. Cùng với đó thì cũng sẽ phối hợp với cả các cấp chính quyền và với doanh nghiệp cũng như là người sử dụng lao động để làm sao mà xây dựng cái mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng như là hệ thống chính trị của tỉnh Yên để xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh và phát triển. Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, thách thức, khó khăn là rất lớn, đặc biệt trong 3 năm 2020, 2021, 2022, đứng trước những thách thức chưa từng có của đại dịch Covid-19, nhưng bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, cũng như sự nỗ lực đồng lòng của người dân, sự tiên phong của đội ngũ công nhân viên chức lao động và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, tỉnh Hưng Yên đã vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển không ngừng. Trên vùng đất đang có tốc độ phát triển sôi động, nhanh, vững chắc, tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Hưng Yên càng tự hào bởi những đóng góp của mình vào những thành tựu to lớn đã đạt được nhiệm kỳ qua. Nhìn lại chặng đường 5 năm, có thể khẳng định Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 18 một cách toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, tạo điểm nhấn và động lực, tạo nên kết quả toàn diện trên các mặt công tác của tổ chức công đoàn. Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn toàn tỉnh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh nước ta có những thuận lợi nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động sản xuất, công tác, đưa hoạt động công đoàn phát triển không ngừng, xứng đáng với kỳ vọng của đoàn viên, người lao động và toàn hệ thống chính trị, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.